Xin chào các bạn. Hôm nay bọn mình sẽ theo chân một em học sinh để đi tham quan thành nhà Hồ bằng xe máy điện VinFast. Sau đó sẽ xem cảm nghĩ của em ấy như thế nào sau khi đi xe máy điện của VinFast các bạn nhé. Dòng máu lạ hồng 4000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Con tạc vào xứ xa hào hùng. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Trong hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Hào hùng dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu trong tim mình. Nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con xứ xa hào hùng. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Sau khi đi xe thì cháu có cảm nhận gì? Cháu thấy cảm nhận đi rất sướng và lại êm ạ. Thế đi xe về thích thì về bảo bố mẹ về xuống chỗ VinFast ở khu 2 thị trấn Vĩnh Lộc tìm hiểu xe và mua xe cho nhá. Vâng ạ.